Chí Duy chắc chắn là biết tiếng của xe rất to, và với việc kề trước thì nó quá là đơn giản để đến một gục đầu tiên dành cho Chí Duy. Và đó cũng là những điểm số dành cho Small Hand Esports. Nhất là khi vòng bò đã tới thì nó sẽ càng nguy hiểm, mặc dù lượng sát thương vòng bò ra đoạn đầu chẳng thấm là đâu, nhưng bây giờ thì Chu Hoài Anh nằm luôn, chắc chắn là nằm luôn, chẳng có ai cứu nổi Hoài Anh trong cái góc đứng đó cả. Cũng là một tổn thất khá là nặng cho đội hình của Icarus Cyber Hải Phòng, nhưng Mèo Ú nằm ngay sau đó. Nguyễn chẳng lìa đến từ Đam, và bây giờ thì chúng ta bước trực tiếp vào tình huống giao tranh này luôn. Genius No One, họ còn hai người có thể chiến đấu nhưng máu thì quá ít, và đó là mạng dành cho JN. JN rất được với sự chỉ sau đó thì đốc ảo luôn được thăm thì nghèo, có một người cố gắng vùng vẫy nhưng đi mất rồi, đó là top 16 cho Genius No One. Long Ca vẫn đang chờ thời gian, khi mà lượng smoke này tan đi thì sẽ là cơ hội tốt, nhưng có vẻ Playcruiser đã nhìn thấy rồi. Đã có tiếng đáp trả sang, một quả nết chặn ra phía trước mặt, và có thể anh ta sẽ dồn được sát thương về phía của Sky Esports. Sẽ nên xử lý Sky Esports trước khi để Playcruiser nhìn thấy. Và vừa rồi thì Asta nhìn thấy rồi, Hoàng Hải nằm xuống ngay lập tức. Còn phía của Smiley Esports, Chí Duy tiếp cận gần Crazy Gaming. Một tiếng sấy qua smoke nhưng Aleo là người sấy tốt hơn, tìm thẳng đến đúng cái đầu của Chí Duy. Như vậy trong pha này thì Crazy Gaming vẫn ổn với ba thành viên còn lại, nhưng với Smiley Esports có lẽ phải bỏ mạng lại vị trí của Chí Duy thôi. Sẽ là thêm những điểm ở ngục dành cho đội của Đam. Icarus Cyber Hải Phòng vẫn đang trở thành nạn nhân của rất nhiều đội tuyển, và cuối cùng thì họ bị bào tới chết. Top 15 cho Icarus Cyber Hải Phòng, những tình huống giao tranh vẫn đang diễn ra khắp nơi trên bảng đồ. Đó là Đức Mỹ với việc knock out dứt điểm luôn Dismal. Lại là tổn thất, chúng tôi chỉ thấy những sự đau thương và mất mát trong khoảng thời gian vừa rồi. Rất nhanh chóng vài phút thi đấu chúng ta mất đâu đó khoảng hơn chục player. Và thời điểm phút thứ 17 còn lại 45 người đến từ 14 team ngang nhau. Một tình huống giao tranh tầm gần. Anh cứu đây, Cha Đại Ư vẫn đang cố gắng knock out vị trí của Kobe. Và sau cùng thì đó là top 14 cho Quattro Nation Gaming. Những đội tuyển có nhiều kinh nghiệm đang chịu tổn thất liên tục. ND player còn lại trong đội của Sky hết đạn mất rồi, và đó cũng là hết luôn cơ hội cho anh chàng bên phía Sky Sport. Godji sẽ hỗ trợ được cho Asta, và chào mừng Asta quay trở lại với đấu trường. Top 12 đội còn lại với 39 tuyển thủ, khi mà giao tranh ngoài kia vẫn đang liên tục nổ ra. Playcunited có một góc ổn khi họ đã xử lý xong một đội tuyển khác. Và góc phía đồng wall bây giờ nhìn bên tay phải đi, New Jason Esports, Unicorn, Vic Đà Nẵng, Dam United và cả Good Game EZ thì chưa chắc là đã sinh tồn được. Và đặc biệt với Unicorn Vic đang ở một góc đồng không mông quạnh đến như thế này, hoàn toàn dựa vào những gốc cây cũng như là những chiếc xe tạo ra. Quá khó cho Dam United ở pha này, nếu họ quyết định di chuyển thẳng bên trong vòng bò thì sẽ là hợp lý rất nhiều, nhưng rõ ràng thông tin bây giờ đã chưa có. Còn với NGE, khi mà ai khi chăm xuất hiện knock out vị của Sinvi thì Unicorn Vic đang lại là bất ngờ cái tên được nhìn vào. Ngọc Tân anh ta tiến tới và chắc chắn Melty sẽ có thông tin về tình huống di chuyển này. Chu đã knock out được Đức Hiếu bên phía đội của Đam rồi. IQ 500 cũng gục luôn. Unicorn Phoenix Đà Nẵng đang có một vị trí sắp bị ảnh hưởng bởi vòng bo, nhưng họ vẫn thoải mái bắn được vào phía bên trong, và đó là liên tiếp những điểm hàng gục trong khoảng thời gian vừa rồi. Top 11 cho Đam. Và bây giờ thì với Cerberus Esports đi vào từ hướng 6 giờ, họ đã có góc nhà rồi, và thậm chí góc 6 giờ cũng clear hoàn toàn, ngoại trừ cái tên Zexpedible di chuyển vào sau ở hướng 7-8 giờ thôi, thì Cerberus cứ gọi là yên tâm. Lại là một vòng bò mới, và chúng ta thấy nó giật sang phía cánh phải. Vòng bò trước có một góc đứng rất đẹp để cho YSOZ có thể thoải mái bắn về phía của Small Hand. Và Vinamilk gục mất rồi. N02. Phía bên trong vòng bò thì chúng ta vẫn đang thấy một vài những sự kiểm soát đến từ đội hình của Bảo Nam. Luxurious đã dừng chân lại ở vị trí số 10, và thủ phạm chính là bên phía Cerberus. Asta cũng đã tới, và sau đó thì N02 đi. Top 9 của Small Hand. Bảo Nam đã tới rồi, và Sapao knock out được vị trí Asta. Thay vì là tất cả ở trong một khu vực nhà thì họ đang chia người ra ở quanh khu vực nhà thôi. Một con xe với quá nhiều người, Đức Hiếu bắt được. Tôi đã định đọc từng người một, nhưng đó là một pha mà Zexpedible xử lý quá nhanh, vừa khiến cho Hùng Vô Địch hơi giật mình một chút. Unicorn Phoenix Đà Nẵng cũng chỉ còn lại 3 người thôi, và vòng bó tiếp theo sẽ xuất hiện ngay bây giờ. Sapao knock out Godji, và Play cũng có nguy cơ trở thành mục tiêu biết tiếp theo bị nhắm tới, bởi không chỉ một mà là rất nhiều đội tuyển. Jet knock out vị trí của Tông Ly rồi, và Hùng Vô Địch tới, và anh ta đang muốn cướp lấy điểm kill này. Vẫn còn một chấm máu. Thành công, Hùng Vô Địch sẽ là người ăn lấy điểm hạ gục đó. Play Quyền đã tự dừng chân ở top thứ 7, nhưng sau đó thì thôi cũng chắc. Vẫn còn 4 thành viên, một chút lợi thế về người cho bên phía của Cerberus, nhưng phải thi đấu vô cùng cẩn thận. Dù sao thì đối thủ cũng đã là một trong những cái tên có tiếng ở trong làng PUBG Việt Nam một khoảng thời gian khá dài rồi. Pan vừa rồi bắt được Nelty đến từ New Generation Esports, và NGE cuối cùng họ cũng chỉ còn lại một người.
Pedro quyết định phi thẳng phía bên trong vòng bo những hi ma tạt nóc vào đúng người đội trưởng Mate Levit và tiếp tục là cả đức tiến nằm đang xuống của Sapao. This Pedro một góc di chuyển vào quá đôi khó khăn thêm cả Good Game Easy cũng đã bắn sang điểm được em về cho Good Game Easy từ họng súng của Zero. Còn với This Pedro một góc vào quá khó và từ thêm cả Simon nhìn sang NGE nữa. Fergus một góc nằm cỏ bị lộ ra và đó là dấu chấm hết với top 6 cho New Generation Esports. Góc về đồng bo giao tranh nổ ra hoàn toàn. Kevin thực hiện cấp thứ 5 và bây giờ thì Bảo Nam cũng như Sorus đang đối chọi với nhau. Corey bắt được Himat trong pha sấy thẳng đầu. Bảo Nam đang ở cái thế góc đẹp hơn. Nhưng Đức Mỹ tiếp tục thể hiện khả năng của mình khi bắt được thẳng ở vị trí của Corey. Tay súng chủ lực những bên cạnh đó còn lại anh chàng Jet nữa. Sorus đầu rồi còn ai phía dưới đó là vị trí của Hải Saki như Sonji. Thêm những quả đồ được trả vào sẽ ép góc đứng của Nam Sim. Wow. Đó là một quả nết quá hiệu quả. 5 kill dành cho Chu và đó là top 4 cho TX Panobo. Và có lẽ là chúng ta cần phải chờ tới vòng phây thứ 9. Vẫn còn đâu đó khoảng 40 giây nữa trước khi vòng phây thứ 8 kết thúc. Và đây sẽ là khoảng thời gian mà những đột biến có thể xảy ra. Và ngay lập tức khi mà tôi nói điều đó thì Corey đã nốc vào được Shinvi. Mất đi một người là tổn thất vô cùng nặng nề cho đội hình của Unicorn Felix Đà Nẵng trong khoảng thời gian này. Cái tỷ lệ mà họ cứu được nhau có thể giảm theo từng giây của vòng bo. 20 giây còn lại. MK14 bị ông ngắm 8x. Glory đang nắm trong tay một vũ khí cực kỳ mạnh mẽ và chúng ta nhìn thấy cả Chu trong đội hình của Unicorn Phoenix Đà Nẵng cũng bị tụt máu. Khoảnh khắc Shinvi lộ ra khỏi làn smoke, anh ta nằm. Glory knock out thêm Chu bên phía của đội hình Unicorn Phoenix Đà Nẵng và Chu cũng đi theo luôn. Cuối cùng chỉ còn sót lại Hùng Vô Địch và đây sẽ chính thức trở thành cuộc chiến giữa Bảo Nam của với Cerberus. Rất căng, hy vọng cuối cùng mang tên Chu. Và bây giờ nếu Chu bị bắn vào thì cũng chỉ biết là tự trách mình là do su thôi. Chứ không thể làm được gì hơn cả, góc xấu, bò thì chín rồi. Buộc phải đẩy dần dần vào phía bên trong, có smoke. Sorbert biết điều đó chứ. Nhưng họ cũng đang rất triệt để việc tiết kiệm lại những quả nết như Molotov của mình. Bởi nếu ném trượt thì cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều tình huống giao tranh quyết định. Từ phía bên này, khi mà Soji như đã nói chỉ còn lại một quả nết thôi, vẫn quyết định sử dụng. Kèm thêm cả hai quả Molotov nữa nhưng liệu có dính vào vị trí của Chu hay không? Chu vẫn đang nằm im. Bảo Nam đẩy vào và Chu vẫn có thể nốc bắt được một cho đến hai người. Rất nguy hiểm, bò cuối cùng tất cả di chuyển vào phía trung tâm 4-3-1. Tỷ lệ cao vẫn là phía cho Bảo Nam và đó là Jet trong pha sấy xa quá tin. Pha sấy 10 để bắt được người, Chu cũng đã nằm không? Đó là vị trí của Hùng Vô Địch chứ. Top 3 cho Unicorn Phoenix Đà Nẵng mà thôi. Như vậy trong tình huống cuối cùng là Hùng Vô Địch sinh tồn chứ không phải là Chu. Nhưng dẫu sao cái diễn biến này, top 1 về tay ai đây? Bảo Nam đang có lợi thế về được nhân sự. Z đẩy lên, phía sau bắn vào Z bắt được Đức Mỹ. Tiếp tục vẫn đang là Z trong pha đẩy lên quá triệt để. Và đó là top 1 dành cho Bảo Nam United với 11 kill.